Con gái ruột cố nghệ sĩ Phi Nhung tiết lộ hành trình thực hiện tâm nguyện của mẹ. Sau tang lễ vào ngày 12 tháng 10 tại Mỹ, tro cốt cố ca sĩ Phi Nhung đang được đặt tại Tịnh Xá Giác An để người hâm mộ, bạn bè có thể đến thăm viếng. Và mới đây, trong buổi livestream tưởng nhớ cố nghệ sĩ Phi Nhung của trung tâm Thúy Nga, Wendy Phạm, con gái ruột nữ ca sĩ đã tiết lộ: "Con muốn để mẹ ở chùa khoảng 1 năm, con biết mẹ không thích ở một nơi và rất thích đi biển." Đồng thời, cô tiết lộ tâm nguyện của mẹ: "Con cứ nhớ mẹ nói muốn rải ở biển nên tầm 1-2 năm nữa, đến khi con xả tang con sẽ đưa mẹ về Việt Nam một chuyến để mọi người bên đó thăm mẹ. Sau đó con sẽ đưa mẹ đến Hawaii làm lễ rải tro cốt và cho mẹ nằm lại ở đó." Bên cạnh đó, cô tâm sự thêm, trước lúc mất, Phi Nhung từng có nguyện vọng các cháu ngoại có thể nói được tiếng Việt. Vì vậy, sau khi nữ ca sĩ qua đời, Wendy muốn tìm trường để các con học tiếng Việt, hoàn thành mong muốn của mẹ. Wendy chia sẻ: "Ngày mẹ mất, tôi hỏi chuyện thầy, Tịnh Xá Giác An, thì thầy nói có ước nguyện mở một cái trường. Tôi nghĩ điều đó mẹ sẽ thích 100%, nên tôi mới nói chuyện với thầy để tìm cách xây trường cho mấy đứa nhỏ học." Đồng thời, trong livestream, Wendy Phạm và Trisy Phương Trinh cũng thông báo đã nhận hơn 1,6 tỷ đồng trong đám tang của mẹ, 500 triệu đồng được khách đến viếng ca sĩ Phi Nhung ở Tịnh Xá gửi vào. Được biết, con gái của cố ca sĩ sẽ trao cho Tịnh Xá Giác An nửa số tiền trên vào 49 ngày của mẹ, còn lại sẽ tìm cách gửi về các tổ chức giúp đỡ người bị Covid-19 ở Việt Nam. Ngoài ra, quản lý của cố nghệ sĩ Phi Nhung cũng thay mặt những người bạn thân thiết và dùng quỹ riêng để góp 50.000 đô, tương đương 1,13 tỷ đồng vào quỹ từ thiện Phi Nhung và Wendy Phạm để làm quà, điều ý nghĩa dưới tên người quá cố. Xin được cảm ơn những điều ý nghĩa mà cố nghệ sĩ Phi Nhung đã làm lúc sinh thời cũng như khi đã ra đi mãi mãi.